Có phim xem không còn lo gì, tôi là review chất. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn bộ phim về đứa trẻ thần đồng 10 tuổi đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu rồi dùng góc nhìn của nó để nhìn những đứa trẻ khác. Đây là một bộ phim vô cùng đặc sắc. Chuyện rằng ở nước ngoài có một cậu bé thần đồng 10 tuổi tên Tiến sĩ Spiver. Tiến sĩ Spiver cực kỳ giỏi giang, 5 tuổi đã có thể hiểu được kiến thức vật lý, 8 tuổi đã bắt đầu học tập vật lý thống kê. Chỉ cần gặp được những thứ mình thích, cậu bé đều sẽ lao vào nghiên cứu học tập một cách si mê, cho dù là những trái bắp gia đình đang lột bắp. Tiến sĩ Spiver cũng vẽ cho mỗi một quả bắp một bức tranh, còn thuận tay phân tích cấu tạo vỏ bắp, xem nó có mấy cái lá và bao nhiêu hạt. Hành vi của tiến sĩ Spiver kỳ quái như vậy, chủ yếu là vì gia đình của cậu bé. Cha cậu là một người đàn ông thích cao bồi, cả ngày đội cái mũ cao bồi. Trong nhà thì đặt đầy tiêu bản động vật, xem phim cũng chỉ xem những bộ về cao bồi viễn Tây. Mẹ tiến sĩ Spiver là một nhà khoa học về côn trùng, mỗi ngày chỉ lo sưu tập tiêu bản côn trùng, không hề quan tâm tới con mình. Chị gái của cậu thì lại là một fan cuồng, mỗi ngày chỉ lo chú ý tới tin tức của các idol, còn muốn đi tham gia cuộc thi sắc đẹp toàn quốc. Mà em trai song sinh của cậu lại cực kỳ khỏe mạnh, nhưng đầu óc lại khá đơn giản. Trong một thực nghiệm thống kê, em trai không cẩn thận bị đạn bắn trúng, chết ngay tại chỗ. Điều này làm cậu rất tự trách, cậu cho rằng là mình đã giết em trai. Hôm nay tiến sĩ Spiver đến đại học dự thính, một giáo sư đang nói về động cơ vĩnh cửu. Ông cho rằng, rồi sẽ có ngày con người có thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu, nhưng các sinh viên thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng động cơ vĩnh cửu vi phạm định luật vật lý, nó hoàn toàn không thể xuất hiện. Nhưng tiến sĩ Spiver thì lại rất tự tin nói với ông giáo sư già, mình nhất định sẽ chế tạo ra động cơ vĩnh cửu. Ông giáo sư cho rằng cậu bé đang nói đùa, hoàn toàn không để tâm gì. Sau khi về nhà, tiến sĩ Spiver dùng thời gian nửa năm nghiên cứu lý luận về động cơ vĩnh cửu và chế tạo ra được một cái, đồng thời gửi mô hình này cho tổ chức khoa học ở New York. Lãnh đạo tổ chức khoa học này tỏ ra vô cùng kích động, lập tức gọi điện thoại đến cho tiến sĩ Spiver, bảo cậu bé một tuần sau đến tham gia diễn giảng khoa học. Nhưng tiến sĩ Spiver không muốn đi, bởi vì cậu không muốn đi học. Vì thế cậu bé đã nói dối, nói người phát minh ra thứ đó là cha mình, còn nói cha đang rất bận, không rảnh đi. Nói xong những lời này, cậu bé đã cúp điện thoại. Hôm sau lúc tiến sĩ Spiver đang đi học, thầy giáo đã phê bình cậu, nói những bài văn cậu bé viết không được, nó đã lạc đề nghiêm trọng, vì thế cậu bé chỉ được điểm 0. Tiến sĩ Spiver không thèm nói gì, lấy cuốn tạp chí khoa học quyền uy nhất thế giới ra, tìm đại một bài luận văn của mình được công bố trên đó ra, nói mình chính là tác giả của bài luận văn đó. Thầy giáo thấy cậu bé dám chống đối mình cũng nổi giận. Ông nói lạc đề tức là lạc đề, đừng nhắc tới luận văn làm gì. Điều này đã chọc tức tiến sĩ Spiver, cậu bé thầm chất vấn thầy giáo, cậu cho rằng một thầy giáo thế này sẽ hạn chế sức sáng tạo của học sinh, làm học sinh không dám phát huy sức tưởng tượng, chỉ có thể trở thành một cỗ máy lặp lại. Nhưng ở ngoài, tiến sĩ Spiver không cãi nhau với thầy, bởi vì cậu thấy cãi nhau với loại thầy giáo thế này rất lãng phí thời gian. Tan học về nhà, cha nói cho tiến sĩ Spiver biết, con kênh ở thượng nguồn đã xảy ra vấn đề, phải đi sửa lại. Tiến sĩ Spiver nghe cha mình gặp khó khăn, lập tức điều tra địa hình, thay cha mình thiết kế một mô hình kênh, chỉ cần dựa theo mô hình này đào kênh, cả nông trường sẽ được phù sa bồi đắp. Không ngờ cha cậu bé hoàn toàn không muốn xây kênh, nên đã phủ định ý tưởng của cậu bé. Điều này làm cậu bé cảm thấy IQ của những người chung quanh và mình hoàn toàn không ở cùng một trình độ. Vì vậy cậu bé đã thu dọn hành lý, ngồi trên một chiếc xe lửa vận chuyển hàng hóa, lên đường đến New York. Cậu muốn đến tham gia diễn giảng khoa học, bởi vì chỉ có thế mới có thể thể hiện giá trị của cậu. Trên xe lửa, tiến sĩ Spiver vô cùng phấn khởi, lúc thì lo vùi đầu vào học, lúc lại lo luyện tập diễn giảng. Cậu cho rằng mình đang bước vào một thế giới mới, mà thế giới này sẽ hiểu được sự sáng tạo và phát minh của mình, hiểu được những gì mình nghĩ. Xe lửa đi được một đoạn khá xa, dừng lại ở một trạm. Bên ngoài trạm có một bà lão đang bán hot dog. Điều này làm tiến sĩ Spiver nhớ lại trải nghiệm đi ăn với mẹ. Lúc đó cậu luôn muốn ăn hot dog, mẹ cậu luôn nói hot dog là thức ăn rác rưởi, nên không cho cậu mua. Nghĩ vậy, cậu bé lại muốn xuống xe mua hot dog. Không ngờ lúc xuống xe quên mang tiền, nhưng cậu cũng không lo. Xuống xe, cậu chạy ngay đến tìm một ông lão vô gia cư. Ông lão vô gia cư rất hiền lành, đã cho cậu bé vài đồng tiền. Lúc cậu đến mua hot dog, vừa hay có hai chú cảnh sát đến, cho bà lão bán hot dog xem tờ giấy tìm tiến sĩ Spiver. Bà lão nhận ra tiến sĩ Spiver nhưng lại rất bướng bỉnh, không hề nhắc nhở cảnh sát, mà để tiến sĩ Spiver lặng lẽ chuồn mất. Sau khi trở về xe lửa, tiến sĩ Spiver đã ăn một bữa no nê. Do đã ăn uống no say, cậu bé bắt đầu đọc nhật ký của mẹ mình. Trong nhật ký, cậu bé phát hiện quan hệ giữa cha mẹ kỳ thực không hề tốt đẹp, bởi vì cha là một người đàn ông cao bồi chính trực, còn mẹ thì lại say mê côn trùng. Do vậy họ thường khó nói chuyện với nhau, dẫn đến tình cảm xảy ra rạn nứt. Mà mỗi lần cãi nhau, cha luôn chạy đi học theo cao bồi, cưỡi ngựa đứng dưới mưa ăn bánh mì, tạo hình khá là kỳ dị. Sau khi xem xong nhật ký, xe lửa cũng đã đến New York. Sau đó tiến sĩ Spiver đã chạy đến bàn tiếp tân của tổ chức khoa học. Cậu bé nói cho cô lễ tân mình muốn gặp lãnh đạo của tổ chức, còn nói mình chính là người phát minh ra động cơ vĩnh cửu. Cô lễ tân nghe vậy lập tức liên hệ với sếp mình. Sau khi cô lãnh đạo đến gặp tiến sĩ Spiver thì cho rằng cậu bé đang đùa giỡn mình, bởi vì cô cho rằng một đứa trẻ 10 tuổi không thể phát minh ra động cơ vĩnh cửu. Mà tiến sĩ Spiver không thèm nhiều lời, nói ra một câu làm chuyên gia vật lý nổi tiếng phải kinh ngạc. Cậu bé nói cho cô lãnh đạo chỉ cần thay đổi điện từ trong nam châm thì có thể tạo ra được hiệu quả của động cơ vĩnh cửu. Cậu vừa dứt lời, những người có mặt đều hết hồn, lập tức xác nhận thân phận của cậu bé, bởi vì lý luận này không ai dám đề xuất, mà động cơ vĩnh cửu đúng là dùng nguyên lý này. Sau khi xác nhận thân phận xong, cô lãnh đạo lấy quyền tối cao của mình để sắp xếp tiếp đãi tiến sĩ Spiver, còn tiến hành kiểm tra não cậu bé. Họ phát hiện não cậu bé khác với người thường,
nó còn phát triển hơn cả não của Einstein. Điều này làm cô lãnh đạo vô cùng kinh ngạc. Cô quyết định nuôi dưỡng cậu bé để mình có thể ngày càng nổi tiếng. Cảnh phim chuyển đến ngày diễn giảng, chỉ thấy những người tham dự không phải là đầu não khoa học thế giới thì cũng là người nổi tiếng thế giới. Những người này đều tươi cười lại gần cậu bé, nhưng tiến sĩ Spiver lại rất bình tĩnh, bởi vì cậu từng xem qua nghiên cứu về nụ cười của một nhà tâm lý học tên Jerome Jussen. Nếu một người đang nhìn bạn cười mà góc mắt hướng lên trên, tức là người này đang cười giả. Mà những kẻ trước mặt cậu lúc này góc mắt sắp nhếch lên tới mang tai rồi, chứng minh những người này chẳng phải tốt đẹp gì. Sau đó tiến sĩ Spiver bắt đầu diễn thuyết, nói ba chuyện. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã để cậu bé lên diễn thuyết. Thứ hai là động cơ vĩnh cửu chỉ dùng được 400 năm, bởi vì 400 năm sau nam châm sẽ hết từ, cho nên động cơ vĩnh cửu của cậu chỉ là động cơ vĩnh cửu tương đối. Chuyện thứ ba, tiến sĩ Spiver nói về cái chết của em trai mình, nói mình rất hối hận vì đã để em trai giúp mình làm thực nghiệm. Khi cậu bé nói xong, tất cả mọi người đều im lặng rơi nước mắt, mà trên khán đài lầu 2, mẹ tiến sĩ Spiver cũng khóc. Sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, cô lãnh đạo bắt đầu đóng gói tiến sĩ Spiver để cậu bé tham gia các loại hoạt động. Dựa vào danh tiếng của cậu bé, cô lãnh đạo nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng thế giới. Cả tổng thống cũng gọi cho cô ta, muốn để Bộ Quốc phòng đầu tư vào động cơ vĩnh cửu. Những lời ứng phó có lệ làm tiến sĩ Spiver rất buồn. Cậu bắt đầu chán ghét thành phố New York, bởi vì cậu đến New York là vì chứng minh quan điểm của mình, chứ không phải đến để ứng đối đám người thường này. Hôm nay cô lãnh đạo lại sắp xếp cho tiến sĩ Spiver tham gia một tiết mục livestream. Trước khi tiết mục bắt đầu, cô ta đã nói cho tiến sĩ Spiver biết, một khi xảy ra lạc đề, Spiver lập tức vòng về chính đề, không thì cậu bé sẽ xảy ra chuyện lớn. Trong lúc livestream, MC cầm động cơ vĩnh cửu do cậu bé phát minh ra nói, nhưng không hề để cậu bé nói bất kỳ câu nào, còn thường xuyên ngắt ngang lời cậu bé. Đáng ghét hơn là MC còn cố ý dẫn chuyện đến người em trai đã qua đời của cậu bé, làm tiến sĩ Spiver rất khó chịu. Cảm xúc của cậu bé bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng cô lãnh đạo ở hậu đài lại tỏ ra rất tự hào, cho rằng làm vậy sẽ khiến khán giả càng nhớ đến Spiver nhiều hơn, càng có thể giúp cô ta kiếm được thêm tiền. Ngay lúc cô ta đang đắc ý, mẹ của tiến sĩ Spiver đã đến hiện trường tiết mục, tức giận chất vấn MC, bảo MC hãy tôn trọng người khác, đừng tùy tiện ngắt lời người ta. MC bị chất vấn vô cùng mất mặt. Tiếp theo, mẹ lại nói cho tiến sĩ Spiver biết, cái chết của em trai không phải lỗi của con, bởi vì đó chỉ là ngoài ý muốn. Spiver nghe xong những lời này như chút được gánh nặng, quyết định rời khỏi New York, nơi thị phi ồn ào này. Theo mẹ trở về nhà, lúc này cô lãnh đạo chạy đến, muốn cản tiến sĩ Spiver lại. Mẹ Spiver không thèm nói nhiều, đã tát cho bà ta một cái. MC nhìn thấy người mẹ đi đường quyền, thấy mình không bị đánh rất khó chịu, nên chạy lên cản mẹ tiến sĩ Spiver lại. Ngờ đâu người bố cao bồi của tiến sĩ Spiver xuất hiện, đi thêm đường quyền nữa, làm mũi MC nở hoa. Sau đó dưới sự dẫn dắt của ông, tiến sĩ Spiver đã về nhà. Cảnh quay đổi sang một năm sau, mẹ tiến sĩ Spiver lại sinh một bé trai, mà tiến sĩ Spiver vì chăm sóc em đã cố ý tạo ra một động cơ vĩnh cửu để lắp nôi cho em. Lúc này người cha cao bồi và người mẹ thích côn trùng lại cãi nhau. Ông lại một mình cưỡi ngựa, đứng dưới mưa ăn bánh mì nguội. Cứ thế tiến sĩ Spiver quay về cuộc sống bình tĩnh ngày xưa. Từ đó cậu bé thiên tài sống cuộc sống lúc nào cũng có động cơ vĩnh cửu trong em trai và vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Bộ phim đến đây là hết. Xem xong bộ phim này, review chất phải nói, mỗi người sinh ra đều là thiên tài, tâm địa thuần túy, tràn đầy sức tưởng tượng, chẳng qua là những thị phi của thế giới này đã làm chúng mất đi cơ hội hành thiên tài. Ngoài ra, nếu cho bạn một động cơ vĩnh cửu, bạn sẽ làm gì? Hãy để lại comment cho review chất biết suy nghĩ của bạn. Nếu là tôi sẽ lắp nó vào máy kéo, chắc một năm sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền đây. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn có bộ phim nào hay, có thể để lại comment cho review chất sẽ nhanh chóng kể cho bạn. Nhớ like và share cho review chất nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau.